là nội ơi, con xin lỗi nội. Con sao vậy Dương? Bây giờ con phải đi rồi. Con đi đâu? Nội từng nói nếu con tìm được hạnh phúc thì con cứ ra đi. Bây giờ con đã tìm được rồi. Con sẽ lên thành phố kết hôn với người yêu cũ của con. Ân tình của nội đối với con không có cơ hội đền đáp rồi. Nội tha lỗi cho con. Con đám cưới với người yêu cũ sao? Dạ, ảnh rất thương con, cho nên nội đừng có lo cho con nha. Dạ, còn anh Nam, nội hãy khuyên ảnh giùm con. Nội nói với ảnh là đừng có nhớ gì con nữa. Bây giờ anh cũng đã cai nghiện rồi, lò bánh thì làm ăn phát đạt. Còn tin chắc anh sẽ tìm được người vợ tốt chăm lo cho nội và gia đình này. Con đi thiệt hả? Dạ. Nội đừng khóc, nội phải ráng giữ gìn sức khỏe nha nội. Chị hãy thay em chăm sóc cho nội nha. Em đi thiệt hả? Em vô thăm anh Nam một chút. Nó đi thiệt rồi nội ơi.